Chào mừng em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 4 trang 63 đến trang 69. Bài 15 ôn tập giữa học kỳ 2. Tiết 1. A lớn đánh giá kỹ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng. Mỗi học sinh đọc một đoạn văn, đoạn thơ khoảng là 85 đến 90 tiếng hoặc là học thuộc lòng một đoạn thơ bài thơ đã học. B lớn đọc và làm bài tập. Trên công trường khai thác than. Chúng tôi ra bờ mông. Ở đây tôi nhìn được toàn cảnh của công trường trong một vòng cung cực lớn hình phễu. Những đám mây trắng mỏng và nhẹ bay phất phơ ngang sườn núi trước mặt làm cho những cỗ máy khoan khi ẩn khi hiện. Trông giống như con thuyền đã hạ bờm. Dưới đáy mông có đến 9 cái máy xúc. Nhát trong có thể ví chúng như những con vịt bầu khó tính. Hay đậm cựa, luôn luôn quay cổ từ bên này sang bên kia. Từ những chiếc máy xúc dưới đáy lên đến những cỗ máy khoan trên cùng là con đường vòng xoáy trôn móc. Không ngớt xe lên xe xuống, những chiếc xe ben la màu xanh lá mạ trông như con cào cào chạy rất nhanh. Chở đất đá bốc trên tầng đổ ra bãi thải. Những chiếc xe gấu màu đen trũi trông như những con kiến đất cần cù và chắc chắn chở than. Từ dưới đáy mông đổ ra máng ga, rồi từ máng ga trút xuống những toa xe lửa chở ra cảng. Hoàn toàn không thấy bóng người, nhưng tôi biết con người có mặt ở khắp mọi nơi trong các vòng cung hình vẻo này. Theo Trần Nhuận Minh. Như vậy các em đọc bài văn và trong bài đọc chúng ta có các từ mông ở đây là đáy mỏ, xe ben la là xe trọng tải lớn, thường dùng trong khai thác mỏ, xe gấu là loại xe tải rất lớn. Tiếp theo trả lời câu hỏi 1. Tác giả quan sát được toàn cảnh công trường từ đâu? Thì tác giả quan sát được toàn cảnh công trường từ bờ mông. 2. Tìm những cái hình ảnh phản ánh cảnh lao động nhộn nhịp trên công trường. Thì những cái hình ảnh phản ánh cảnh lao động nhộn nhịp trên công trường là không ngớt xe lên xe xuống, những chiếc xe ben la màu xanh lá mạ trông như con cào cào chạy rất nhanh. Câu 3. Vì sao tác giả không thấy một bóng người nhưng vẫn biết con người đang có mặt ở khắp mọi nơi trên công trường? Điều đó nói lên đặc điểm gì của công trường này? Thì tác giả không thấy một bóng người nhưng vẫn biết có người đang có mặt ở khắp nơi trên công trường là vì máy móc cần phải có người điều khiển, nên mặc dù tác giả không thấy một bóng người nhưng vẫn biết con người đang có mặt ở khắp nơi. Điều đó nói lên công trường này rất là to và rộng lớn nên con người đã hòa lẫn vào máy móc. Tiếp theo câu 4, xác định chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ trong các câu sau. Chúng tôi ra bờ mông, ở đây tôi nhìn được toàn cảnh của công trường. Như vậy chủ ngữ ở đây là chúng tôi, trạng ngữ là ở đây. Thì câu đầu tiên, chúng tôi ra bờ mông, chủ ngữ là chúng tôi. Ra bờ mông là vị ngữ, ở đây là trạng ngữ, tôi nhìn được toàn cảnh của công trường. Tôi là chủ ngữ, nhìn được toàn cảnh của công trường là vị ngữ. Tiếp theo tiết 2, A lớn, đánh giá kỹ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng. B, trả bài viết. Thì các em sẽ được giáo viên trả bài văn, tả con vật. Thì các em sẽ nghe cô giáo, thầy giáo nhận xét chung về bài viết của cả lớp, rồi tham gia sửa bài tập cùng cả lớp. Sửa các lỗi chung về cấu tạo và nội dung của bài văn, lỗi dùng từ, đặt câu, chính tả. Đọc kỹ lời nhận xét của cô giáo, thầy giáo, tự sửa bài văn của mình. Đổi bài cho bạn để kiểm tra việc sửa lỗi. Chú ý các lỗi thường gặp khi viết bài văn tả con vật. A là lỗi về cấu tạo, bài văn không có đủ mở bài, thân bài, kết bài. Sắp xếp các đoạn văn trong bài không hợp lý, sắp xếp các ý trong đoạn văn không hợp lý. B, lỗi về nội dung, không tả hoặc là tả sơ sài ngoại hình của con vật, không tả hoặc là tả sơ sài tính tình hoạt động của con vật, tả một con vật không đúng với thực tế, không thể hiện được tình cảm của em với con vật.
Tiếp theo tiết 3, A lớn đánh giá kỹ năng đặt thành tiếng thuộc lòng. B, đọc và làm bài tập, trứng bọ ngựa nở. Sau cơn mưa, cành chanh bên cửa sổ đung đưa, xanh mát, mấy quả chanh non mới đầu nơm đáng yêu lạ. Bỗng một sự việc xảy ra khiến tôi phải đặc biệt chú ý, trứng bọ ngựa nở. Tôi đến tận gốc chanh chăm chú theo dõi, từng đợt 7-8 con một lúc. Những chú bọ ngựa bé tí ti như con muỗi màu xanh cớm, ló cái đầu tinh nghịch có đôi mắt thô lố lách khỏi kẽ hở trên ổ trứng mẹ. Cố trường ra thoát được cái đầu, cái mình, rồi nhẹ nhàng tọt khỏi ổ trứng, treo lơ lửng trên một sợi tơ rất mảnh, bay bay theo chiều gió. Mới ra khỏi ổ trứng, các chú nằm đờ một lát rồi ngọ ngoậy. Các chú càng cựa quậy thì sợi tơ càng dài ra, từ từ thả các chú xuống phía dưới. Chú bọ ngựa con đầu đàn nhảy dù trúng một quả chanh non. Chú đứng hiên ngang trên quả chanh tròn xinh, dương dương đôi tay kiếm nhỏ xíu. Mình lắc lư theo kiểu võ sĩ, ngước nhìn từng loạt đàn em của mình đang đổ bộ xuống hết sức chính xác và mau lẹ. Đàn bọ ngựa mới nở chạy tiếu tiết lập tức, dàn quân ra khắp cây chanh, mọi con mọi ngã bắt đầu một cuộc sống dũng cảm tự lập theo Vũ Tú Nam. Như vậy sau khi đọc bài đọc, chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi. 1. Tìm từ ngữ hình ảnh miêu tả hình dáng các chú bọ ngựa con khi mới tròn, mới trường ra khỏi trứng. Thì những cái hình ảnh từ ngữ miêu tả hình dáng các chú bọ ngựa con khi mới trường ra khỏi quả trứng là: những chú ngựa con bé tí tí, bọ ngựa con như con muỗi. Màu xanh cớm, ló cái đầu tinh ngực, có cái đôi mắt thô lố. 2. Các chú bọ ngựa con làm cách nào để tuột xuống dưới cành chanh? Thì các chú bọ ngựa cựa quậy cho sợi tơ dài ra để tuột xuống dưới cành chanh. Câu 3. Hình ảnh chú bọ ngựa con đầu đàn gợi cho em suy nghĩ gì? Hình ảnh chú bọ ngựa con đầu đàn gợi cho em suy nghĩ chú thật là dũng cảm, dám đương đầu với những thứ mới lạ. Câu 4. Tìm cái hình ảnh nhân hóa được tác giả sử dụng để tả các chú bọ ngựa. Thì hình ảnh nhân hóa được tác giả sử dụng để tả các chú bọ ngựa là: dương dương đôi tay kiếm nhỏ xíu, mình lắc lư theo kiểu võ sĩ. Câu 5. Vì sao tác giả dùng các từ dũng cảm tự lập để nói về các chú bọ ngựa? Tác giả dùng các từ dũng cảm tự lập để nói về các chú bọ ngựa vì đây là những chú bọ ngựa mới ra đời, nhưng tự mình khám phá cuộc sống mới lạ. Tiếp theo tiết 4. A lớn đánh giá kỹ năng đọc thành tiếng học thuộc lòng. B lớn nghe viết hang sơn đòn. Thì các em sẽ được giáo viên đọc cho các em nghe và các em viết. Các em chú ý viết đúng chính tả. C trả lời câu hỏi dấu gạch ngang và dấu ngoặc đơn trong đoạn văn hang sơn đòn được dùng để làm gì? Thì các em thấy ở trong đoạn văn chúng ta có dấu gạch ngang và dấu ngoặc đơn. Thì dấu gạch ngang dùng để nói tên hai địa điểm có mối quan hệ với nhau, và dấu ngoặc đơn trong đoạn văn được dùng để chú thích. Tiếp theo tiết 5, A lớn đánh giá kỹ năng đọc thành tiếng học thuộc lòng, B lớn luyện từ và câu. 1. Tìm trạng ngữ trong các đoạn văn dưới đây. A. Mùa xuân lá vàng mới nảy trông như những ngọn lửa xanh, sang hè lá lên thật dày, ánh sáng xuyên qua chỉ còn là màu ngọc bích. Khi lá vàng ngã sang màu lục ấy là mùa thu, sang đến những ngày cuối đông, mùa của lá rụng nó lại có vẻ đẹp riêng. Đòn giỏi. B. Sau cơn mưa, con đường trước cửa nhà em đang khô dần. Trên đường xe đạp, xe máy, ô tô đi lại đông như mắc cưỡi. Ở vỉa hè bên kia, bác Cường đang dọn đồ nghề ra để chữa xe cho khách qua đường. Góc phố, một đám trẻ chơi nhảy dây.
Những bím tóc tuôn ngủn vung vẩy theo từng nhịp chân và tiếng cười giòn tan theo Dương Quỳnh Liên. Như vậy, câu 1 chúng ta đọc các đoạn văn và chúng ta sẽ tìm trạng ngữ. Như vậy, trạng ngữ trong câu A đó là mùa xuân sang hè khi lá bàng ngả sang màu vàng lục, sang đến những ngày cuối đông. Còn ở đoạn văn B, trạng ngữ là sau cơn mưa trên đường, rồi ở vỉa hè bên kia góc phố. Tiếp theo số 2 nhỏ, những trạng ngữ em tìm được ở bài tập 1 có tác dụng gì tìm các ý đúng? A. Bổ sung thông tin về thời gian địa điểm cho câu. B. Giúp đoạn văn miêu tả sự vật theo trình tự thời gian. C. Giúp đoạn văn miêu tả hoạt động theo trình tự không gian. D. Biểu thị tình cảm, cảm xúc của người viết. Thì những cái trạng ngữ em vừa tìm được bài tập 1 có tác dụng đó là bổ sung thông tin về thời gian, rồi địa điểm cho câu, giúp cho đoạn văn miêu tả sự vật theo trình tự thời gian, giúp cho đoạn văn miêu tả hoạt động theo trình tự không gian. Như vậy chúng ta chọn ý A, B và C. Câu 3, bổ sung trạng ngữ phù hợp vào chỗ trống trong các đoạn văn dưới đây. A. Ở Trường Sơn mỗi khi trời nổi gió, cảnh tượng thật là dữ dội. Những cây đại thụ có khi cũng bật gốc cuốn tung xuống vực thẳm. Cánh chim đại bàng vẫn bay lượn trên trời. Có lúc chim cụp cánh lao vút đi như một mũi tên. Chim lại vẫy cánh đạp gió vút lên cao theo thiên lương. Thì trạng ngữ chúng ta bổ sung cho đoạn văn A là có lúc giữa lúc gió đang gào thét ấy. Thì các em sẽ bổ sung, các em sẽ chọn các trạng ngữ này để bổ sung cho phù hợp. B. Sân trường đang vắng lặng bỗng chốc ồn lên những tiếng cười, tiếng nói vui vẻ. Chỗ này các bạn nam rủ nhau đá cầu. Mấy bạn đang ríu rít trò chuyện, phía các bạn nữ cuộc nhảy dây đang trở nên hấp dẫn. Xếp bên cạnh, một nhóm bạn cả nữ lẫn nam đang chơi trò bịt mắt bắt dê. Mấy bạn đang túm tụm xem chung một tờ báo thiếu niên tiệt phong. Theo Vũ Thanh Quang, trạng ngữ chúng ta cần điền ở đoạn văn B là dưới bóng cây và chỗ kia. Như vậy ở câu A chúng ta sẽ điền các trạng ngữ như sau. Ở câu A thì ở ô trống đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn trạng ngữ là giữa lúc gió đang gào thét ấy. Còn ở cái ô trống thứ hai là chúng ta điền trạng ngữ có lúc. Rồi tiếp theo ở câu B, ô trống đầu tiên thì chúng ta điền trạng ngữ chỗ kia và ô trống thứ hai sẽ là dưới bóng cây. Tiếp theo tiết 6, bài luyện tập đọc hiểu con chim chiền chiền. Con chim chiền chiền bay vút vút cao, lòng đầy yêu mến khúc hát ngọt ngào. Cánh đập trời xanh cao hoài cao vời, tiếng hót long lanh như cành sương chói. Chim ơi chim nói chuyện chi, lòng vui bối rối đợi lên đến thì. Tiếng ngọc trong veo, chim reo từng chuỗi, lòng chim vui nhiều hát không biết mỏi. Chim bay chim xà lúa tròn bụng sữa, đồng quê chan chứa những lời chim ca. Bay cao cao vút, chim biến mất rồi, chỉ còn tiếng hót làm xanh da trời. Con chim chiền chiện hồn xanh quê nhà, sáng nay lại hót tưng bừng lòng ta. Huy Cận. Thì trong bài thơ của chúng ta có từ cao vợi là cao đến mức tầm mắt khó thấy, thì là thời điểm phát triển mạnh nhất. Tiếp theo các em trả lời câu hỏi câu 1. Tìm những dòng thơ tả con chim chiền chiện đang bay lượn giữa không gian cao rộng. Như vậy những dòng thơ tả con chim chiền chiện đang bay lượn giữa không gian cao rộng là bay vút vút cao, cánh đạp trời xanh, cao hoài cao vời, bay cao cao vút, chim biến mất rồi. Câu 2, em thích những từ ngữ nào tả tiếng chim trong bài thơ vì sao? Ví dụ như em thích những cái từ ngữ tả tiếng chim trong bài thơ như là tiếng hót long lanh, tiếng ngọc trong veo,
vì nó thể hiện sự trong lành và yên bình của cảnh vật, mới có thể khiến chim có thể cất tiếng hót trong veo như thế. Câu 3. Những khổ thơ nào tả đang xem cánh chim bay lượn và tiếng hót của chim? Như vậy những khổ thơ 2, 4, 6 tả đang xen cánh chim bay lượn và tiếng hót của chim. Câu 4. Tiếng hót của chim chiền chiện gợi cho tác giả cảm xúc gì và những cảm nhận gì về đồng quê bầu trời? Như vậy tiếng hót của chim chiền chiện gợi cho tác giả cảm xúc đó là yêu mến và ngọt ngào với bầu trời và lòng vui bối rối và nhớ nhà, nhớ quê, nhớ đồng. Câu 5. Nêu cảm nghĩ của em về bài thơ. Thì những hình ảnh độc đáo của chim chiền chiện cùng tiếng hót long lanh, sáng chói làm cho lòng người rộn ràng, xao xuyến. Tác giả đã rất tinh tế khi so sánh tiếng hót như tiếng ngọc trong veo gieo thành từng chuỗi âm thanh như một bản nhạc đồng quê. Cánh chim cùng tiếng ca của chim chiền chiện vang dự không trung trên những cánh đồng xanh gợi ra một cái bộ không gian thật yên bình. Bức tranh quê hương được tô điểm bởi những hình ảnh âm thanh bình dị của tiếng chim chiền chiện cùng trời xanh cao vút, cây lúa trổ bông và cánh đồng quê hương, tất thảy đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp làm cho lòng người tưng bừng. Bằng thể thơ bốn chữ cùng các biện pháp tu từ, so sánh tiếng hót lâm linh như cành sương khói và cách gieo vần chân quen thuộc, bài thơ đã khắc họa tài tình hình ảnh chú chim chiền chiện dù nhỏ bé nhưng lại vô cùng nổi bật trong không gian rộng lớn của đất trời. Qua bài thơ em càng cảm nhận rõ hơn tình cảm thiết tha của tác giả dành cho thiên nhiên. Chắc hẳn Huê Cận là người có tâm hồn nhạy cảm tinh tế thì mới có thể viết nên những vần thơ đẹp trong ngần như vậy. Bài thơ đã giúp em biết thêm, biết yêu thương và trân quý thiên nhiên quanh mình, biết lắng nghe và giao hòa cảm nhận giữa vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng. Tiếp theo tiết 7, bài tập bài luyện tập viết, thì các em sẽ chọn một trong hai đề. Một là tưởng tượng em là cô Hiền trong câu chuyện bức ảnh trang 57. Hãy viết một bức thư gửi bà Mùi sau khi cuộc gặp gỡ giữa hai cô cháu. Hai là các em tả một con vật được nuôi ở trong nhà em hoặc là trường em ở vườn thú.